Các bạn thân mến, nhà ống là một trong những mẫu thiết kế phổ biến tại nước ta, được rất nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn để xây dựng cho tổ ấm của mình. Với những ô đất có diện tích mặt tiền hẹp so với chiều sâu, thì nhà ống sẽ đáp ứng đầy đủ về mặt không gian cũng như là công năng sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và hôm nay, Tân Á xin giới thiệu với các bạn mẫu nhà ống 2 tầng đã được thiết kế cho gia đình chị Giang tại Bắc Giang. Nhìn tổng quan, căn nhà được thiết kế đồng nhất hệ thống cổng chính cũng như là hàng rào. Ngôn ngữ tổng thể hiện lên với phong cách hiện đại kết hợp với hệ mái băng giúp cho công trình thêm sang trọng và bắt mắt hơn. Bậc tam cấp sử dụng đá kim sa đen cổ trắng chống nứt vỡ theo thời gian cũng như là độ chịu cực lực rất cao. Cửa chính cũng như toàn bộ hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm kính tối màu giúp điều hòa không khí, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên. Gam màu chủ đạo là gam màu trắng kết hợp với những mảng tường ốp giả gỗ giúp cho công trình thêm hài hòa, cân đối, dễ chịu cũng như là bắt mắt hơn. Lan can sử dụng kính cường lực giúp tạo tầm view cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Xung quanh ngôi nhà được chúng tôi bố trí rất nhiều hệ thống cây xanh giúp ngôi nhà luôn tràn đầy sức sống và giúp cho năng lượng tích cực cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 6,5 x 15m², căn nhà của chị Giang được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc như sau. Tầng 1 là một phòng khách, phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ cũng như là khu vực vệ sinh và sân rửa. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh cũng như là sân phơi. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà ống 2 tầng đã thiết kế cho gia đình chị Giang tại Bắc Giang. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.